mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bữa nay mùa gió đã đến rồi các bạn ơi, và trong cái mùa nghỉ dịch này, nghỉ lễ lễ của cái cô ấy đấy, nên là mình tất cả các hoạt động kinh doanh đều phải đóng cửa, trừ những cái thiết yếu cho cuộc sống thôi. Thì mình đã bị đóng cửa nên là mình ở nhà rảnh rỗi thì làm mấy cái trò chơi cho bọn nhóc nhà mình chơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái diều, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm diều rất đơn giản mà bay rất là cao, rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì đây, mình sẽ không làm diều theo kiểu truyền thống và bằng giấy, mình sẽ làm diều bằng túi ni lông các bạn nhé. Đây gồm có này, một chiếc bao ni lông các bạn nhé, một chiếc bao ni lông đấy, khá là to, và bốn cái que các bạn ạ, bốn cái cây thanh tre như này. Thì đúng ra là một thanh tre thôi, nhưng mà mình đây này, cái xe của mình nó khá là mỏng nên là mình phải chập đôi nó vào, tại vì mình làm diều hơi to nên là nó lực gió nó sẽ lớn nên là mình phải chập đôi nó vào như này thì nó mới khỏe được, chứ không nó yếu là nó gãy các bạn. Rồi đây mình sẽ làm ba cái như này, và một cái này, cái này là cái sống lưng của cái diều thẳng này, cái cây thẳng các bạn nhá. Thì mình đã làm trước một cây dây đi, cái gọi là cái neo của cái thuyền, cái neo của cái thuyền, cái neo của cái diều các bạn này. Đấy thì bình thường ấy là như diều truyền thống là người ta sẽ cột một cái dây neo từ đây đến đây đó như này, nhưng mà mình sẽ không cột dây, mình làm luôn vào túi ni lông các bạn. Đây mình đã có một cái lỗ rồi, để tí mình buộc cái dây thả diều vào đây các bạn nhé. Đó, cái này thì mình khơ bằng chỉ này, dọc ra mình khơ bằng chỉ. Dây neo các bạn nên nhớ là chỉ nó tầm khoảng 1/3 các bạn nhé, cách từ đây đến đây. Đó, khoảng cách từ cây này xuống đây là phần trên là chiếm 1/3 các bạn ạ. Đấy thì làm như này thì nó sẽ cân con diều, nếu mình nằm ở giữa thì nó sẽ không bay được, mà cao quá thì nó lại cắm đầu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào cắt khung của cái con diều các bạn nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ phải rạch cái túi bóng này ra các bạn, cái bao ni lông này ra này. Đó, mình sẽ rạch dọc một đường ra. Rồi mình cắt luôn cái phần đáy của cái bao nhé các bạn, cắt bỏ luôn cái phần đáy. Đấy, rồi đây nha các bạn nha, mình đã cắt ra cái bao ấy ra, thì mình sẽ xếp luôn cái khung vào cho các bạn hiểu là cái diều mình sẽ làm theo cách như thế này. Đó, cái diều này mình nhìn vậy thôi nhưng khá là to đấy các bạn, chiều ngang của nó là 1m2 luôn đấy, tại vì cái viên gạch của mình nhà này là gạch 60 rồi các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt viền sau, bắt đầu mình sẽ may cái thanh tre vào. Nó rất là đơn giản các bạn ạ, chỉ có một cái bao ni lông này và những cái thanh tre đơn giản thôi. Đó, hai cây hai bên cho phải đều, còn cái ở giữa là phải dài hơn. Tí mình sẽ cắt cái hình diều thành dạng kiểu cánh chim các bạn. Các bạn cùng theo dõi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gấp đôi cái túi ni lông lại các bạn nhé. Gấp đôi lại để mình lấy em cái sống lưng ở giữa cho nó thẳng, cho nó cân đối các bạn. Đưa cái sống này vào hai cái nó sẽ như này. Bây giờ thì mình sẽ cắt gấp đôi rồi, mình sẽ cắt luôn theo một viền thì nó tí sẽ mình mở ra thì nó sẽ đều hai bên các bạn nhé. Giờ mình cắt luôn.
khuyên là các bạn phải cắt thể để hở ra tầm 2 cm các bạn nhé, để tính mình khâu cho nó mình gấp lại mình khâu các bạn. Đấy. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái cánh. Cánh ở ngay cái chỗ này các bạn này. Đấy. Ngay cái cánh của nó mình sẽ uốn theo tùy thích. Càng rộng thì nó càng bắt gió. Rồi xong các bạn ơi, mình đã cắt xong cái khung rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Nhìn có rắn hổ mai luôn các bạn. Đây chính là hình thù của con diều các bạn ạ. Đấy, cánh của nó đây, chạy vòng vào đây, uốn vào, chạy xuống. Đấy, giống giống con rắn hổ mang lắm. Khá là lớn đấy các bạn. Tí mình sẽ có cái phần thừa của cái bao ni lông ấy, mình sẽ nối thêm cái đuôi cho nó dài ra các bạn nhé. Bây giờ như thế này là mình sẽ khâu vào là đã sắp ra một con diều rồi đấy. Các bạn cùng xem tiếp mình làm tiếp nha. Bây giờ mình sẽ khâu nó vào các bạn nhé. Rồi xong rồi các bạn ơi, xong hai bên rồi này. Đấy. Rồi đây nó thành ở giữa thôi. Giờ yeah, gọn này chưa? Rồi bây giờ sẽ là đến lớp tiếp theo, khâu cái thanh ở giữa nha các bạn nhá. Mình lại phải gấp nó lại. Trời mưa sấm chớp đùng đùng các bạn ơi. Rồi tí nữa mình sẽ làm tiếp chứ bây giờ sợ sấm sét quá.
các bạn ơi, hôm qua mình khâu nó gần xong rồi mà tự nhiên mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, thế mình sợ quá mình phải tắt điện thoại đi các bạn, mình không dám quay nữa, điện cũng mất luôn. Thế là bây giờ mình tiếp tục nhá các bạn, mình tiếp tục khâu cái phần sống lưng của video nhé các bạn. Ok đó, bây giờ mình phải gấp đôi lại này cho nó cân này, cho nó cân đó, xong mình luồn cái thanh nhật nữa vào mình bắt đầu mình may quá. Dùng cánh kim không? Rồi ok. Các bạn nhé. Thì cái này mình có làm bây giờ là mình có thể gấp lại luôn. Lúc mình chơi xong mình gấp, mình cuộn lại như này luôn. Đó, rất là gọn luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ may các bạn. Các bạn thì các bạn cứ khâu theo cái đường viền thôi nhé các bạn nhé. Mình phải căn đầu trên và đầu dưới thì cân bằng cả cái này đây. Nó cân bằng với nhau này. Khâu được lệch nhé. Cân bằng với nhau thì nó mới lên thì nó mới không bị lệch. Đó. Khâu với lại ở giữa này thì khâu chắc chắn một chút. Tại vì nó chịu lực cả hai bên. Khâu gần thôi. Xong cái viền này rồi nhé. Đấy. Rồi, thì các bạn sẽ tìm lấy cho mình một cái ống hút chân trâu nhé. Các bạn, ống hút trà sữa này. Còn có cái thanh ngang của các bạn sau ấy, nếu mà làm to thì nên ống hút to, còn làm nhỏ thì ống hút nhỏ cũng được các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm với cái này nha các bạn nha. Thì đây các bạn nha. Hôm nay là cây dừa này này. Mình sẽ làm gấp lại được. Đó. Sau khi chơi mình gấp lại được đấy. Mình muốn làm như vậy ấy. Thì mình có cái này. Cái này là gì các bạn biết không? Các bạn biết không? Đây, cái mặt sau của nó nhá. Cái mặt sau của nó dừa mình lật lại. Đó. Thì sẽ có cái thanh ngang như này. Thanh ngang sau như này. Wow. Thanh ngang này á, mình sẽ xỏ cái ống này, cái ống này mình gấp lại, mình sẽ bay vào đây, hai bên hai cái, đó, lúc mình xỏ đây, bay lên, rồi lúc mình không chơi mình rút ra, mình gấp lại, đấy, thế thôi, bây giờ mình sẽ bay cái này vào các bạn nhé. Rồi mình sẽ cắt đôi cái này. Rồi mình sẽ mỗi bên sẽ một cái nhé các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ may vào nhá. Ok các bạn ơi, mình sẽ gấp nó vào như này. Đó, gấp vào mình khâu lại. Bạn mình căng cho nó chuẩn tí thôi. Thì mình sẽ gấp lại. Đó. Gấp lại như này thì mình sẽ may luôn cái đế ở đây. Thì nó sẽ là rất là cân bằng. Các bạn thấy không? Thế thôi. Để tiếp tục may bên kia nhé. Qua nhé các bạn, các bạn xem. Đấy.
thì nó như này. Lên xong chơi nhá. Quên còn một việc nữa, mình sẽ bây giờ mình sẽ phải quấn cái dây dù dây thả các bạn. Mình mua mấy chục nghìn tiền dây ấy, nhưng mà bây giờ mình phải quấn vào cái ống lon đó, rồi tí mình đi chiều mình đi thả các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi quấn dây thôi. Rồi, đây các bạn ơi, đây là một cái dây dù mình đã mua 20.000 các bạn. Đây là 4 cuộn. Mỗi cuộn là người ta kêu 70 mét, không biết có được không, nhưng mà mình mua 4 cuộn đấy. Và mình sẽ quấn vào cái cỏ vào này các bạn nhé, vào hồ lôi. Thì nếu quấn vào những cái đấy là mình nên quấn vào những cái chai, cái lon nó có độ cứng các bạn, thì cái dây của mình nó không bị rối. Còn nếu cây làm mềm ấy, mình quấn cho nó móp ấy, là cái đoạn đầu nó bị móp, đoạn sau là nó bị hở, cái dây nó lỏng ra và nó dễ bị rối các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quấn vào cái này luôn, mình tìm mãn có cái gì thì quấn luôn vào cái này các bạn. Và bây giờ mình sẽ gỡ này ra nhé. Đây qua các bạn ơi. Mỏi đến hai cánh tay. Ôi trời, nó lâu nó mỏi. Lần sau rồi các bạn ơi. Ngồi đó, cố lên. Ôi mỏi thay quá. Thôi các bạn ơi, hoàn tay rồi các bạn. Cuối cùng cũng xong. Tuyệt vời. Thôi nó mỏi. Sao mà một đống mà giờ quần này là tí này em biết. Này, bạn người ta kêu là một cuộn 70 mét thì chắc là 70 mét phép rồi. Thôi, chỉ bị cột vào đây thôi. Chiều có gió mà đi thả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều nhá. Các bạn ơi, giờ thì đến chiều rồi, anh em mình sẽ đi thả diều thôi. Nhưng mà
mình để cái do cái diều này nó một trắng trong ấy, cao nó khó nhìn nên mình sẽ vẽ một số cái vớ vẩn ở đây cho nó dễ nhìn nhé các bạn nha. Mình sẽ vẽ hình YouTube các bạn. Bây giờ thì sẽ vẽ cho bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ sơn nhé các bạn nha. Ôi quá, nghe gió lên rồi. Sơn cái đường viền trước. Ôi bị lem rồi. Ôi không sao. Bãi dòng chung với thả kìa. Dạ không, vừa chẳng sang đấy chứ phải. Rất là độc hại. Rồi chắc khẩu trang nhé các bạn. Nhanh cái mùa này là phải chắc khẩu trang đây. Không phải tớ không chơi cùng các bạn đâu. Cái này mình thì theo cái tam giác này hình ngược lại nhé các bạn, thì tí mình thả diều sẽ mình nhìn ở dưới lên sẽ làm được hoàn thành như thẳng. Rồi. Hiện tại là mình đã làm sắp xong rồi nha các bạn nha. Sắp xong rồi các bạn ơi. Một phát cuối cùng các bạn ơi. Đấy. Ok, rất là chuẩn nhá. Chưa, ok chưa? Cái này nó hơi nhọn đúng không? Chỉnh lại chút xíu. Các bạn ơi, giờ thì mình sơn xong rồi. Giờ sẽ đợi một khoảng 2-3 phút cho nó khô thôi. Cái này mình sơn xăng nó nhanh khô lắm. Khô thì mình sẽ mang lên sân bóng mình thả luôn các bạn nhé. Ngọt chưa? Rất là dài. Rất là dài các bạn. Giờ mình sẽ lên sân bóng nhé các bạn. Thú vị lắm. Sân bóng rộng lắm, mình sẽ thả diều ở đây các bạn nhé.
Ok. Con diều của mình nó giống cái con virus luôn các bạn ạ. Đuôi rất là dài. Gió mạnh nhá các bạn ơi. Cũng đã lên rồi nha các bạn. Các bạn ơi, giờ mình lên khá là cao luôn. Đứng rồi mình dây mình thả ngắn lắm nhưng mà nó lên thả đứng luôn các bạn. Thấy không? Ôi, rất là cao. Bây giờ mình sẽ thả thêm dây các bạn. Xong là lên một độ cao nhất định mình sẽ ra một cái chỗ mát mát mình ngồi thôi. Đứng đây là chết đắng luôn. Để quay xem nào, tìm nó xem nào. Ở ngoài thì nhìn rất dễ các bạn, nhưng mà trong mình quay trên điện thoại thì nó khó nhìn lắm. À đây rồi, thấy rồi. Úi chết xíu luôn. Ôi dồi ôi, một chấm thế này sao nhìn thấy gì. Đấy. Một chấm rồi nhỉ. Cao chót vót các bạn ạ. Dạ, lên ngọn lên đấy các bạn ạ. Một con ruồi đang bay trên bầu trời các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy gì không? Rất là bé. Tí tị đi đi đi. Đấy, nó đang lượn như thế. Nếu video này mà được các bạn ủng hộ mạnh, mình sẽ làm một con diều khổng lồ thả ở sân này luôn. To đảm bảo với các bạn là phải gấp đôi cái chiếu các bạn ạ. Các bạn biết cái chiếu rồi chứ? Nani? Cái chiếu mà anh ngồi ăn cơm ấy. Rất là căng, cầm cái tay, thằng bếp. Bây giờ mình sẽ quấn dần vào các bạn nhé. Thời gian vậy đủ rồi. Mẹ gọi về ăn cơm rồi các bạn ạ. Video này nếu mà được các bạn ủng hộ mạnh thì mình sẽ làm một con diều khổng lồ. Thế đâu luôn thảo dây thừng. Chơi với dây thừng các bạn ạ. Đâu ai dây thừng ấy. Chưa bị. Dây cước là không được. Dây dù. Loại to bằng đầu đũa. Thank you.
Chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Một chuyến thả diều khá là thành công các bạn ạ.